Chào mừng các bạn lại đến với kênh YouTube của anh rùa quốc tế Alex. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi về phần listening cụ thể hơn đối với một chúng ta sẽ bắt đầu cái video này đi ha bằng một cái thông báo mới nhất của IELTS Official. Thông báo này như sau: đối với phần listening trong IELTS thì trong năm 2020 các phần thi trên giấy của IELTS đối với phần listening sẽ được thay đổi từ 4 sessions sẽ trở thành 4 parts. Ví dụ như ngày xưa mà chúng ta thường nghe tới cái việc là now turn to section 1 thì bây giờ chúng ta sẽ có thể là sẽ nghe thành là now turn to part 1. Và đối với cái phần mà học về IELTS thì listening là một trong số 4 kỹ năng cần có để có thể lấy được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS với mức điểm cao. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video để xem thử xem cái cách thức để mà làm bài listening nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Cái phần thi chủ yếu trong IELTS listening nó sẽ là cái cuộc đối thoại giữa hai người bằng một trong hai hình thức sau, hoặc là chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau và hai là chúng ta gọi điện thoại. Thì đối với tại sao mình lại làm cái này trong mình lại có cái này, ok, anyway, cho dù là nói chuyện trực tiếp với nhau hay là nói chuyện qua điện thoại á, thì trong cái phần mà các bạn làm bài về phần listening, các bạn sẽ có những cái nội dung chủ đề liên quan tới những cái nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của các bạn. Mình nói ví dụ như là về việc đặt vé máy bay nè, bút vé tàu hỏa nè, hay là chúng ta tham dự một cái sự kiện nào đó vân vân và vân vân, hoặc là chúng ta đặt một cái gói hàng nào đó chẳng hạn, xong rồi lại ra đam phải đặt nhiều. Thì đối với những cái phần này á là các bạn sẽ sử dụng cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn, chúng ta cần phải có một cái sự tính toán, một cái sự phán đoán. Thì đối với cái phần IELTS listening part 1 nó sẽ có hai điều cần lưu ý. Nói tóm lại thì Thiên Ân hôm nay á là mục đích của video là sẽ tổng kết cho các bạn về các dạng câu hỏi thường gặp trong part 1 trước thôi. Dạng 1 đó sẽ là form completions, dạng 2 sẽ là table completions và dạng thứ 3 sẽ là multiple choice questions. Thì đối với những cái phần này á, các bạn sẽ có những cái phần ôn luyện qua cái việc mà các bạn học ở tại trung tâm hoặc các bạn luyện học tự luyện học nghe tại nhà. Tuy nhiên á, là để có thể mà phân biệt cho các bạn cái tốt nhất á, thì các bạn nên gọi là sử dụng song song cả hai, không phải là đi học ở trung tâm xong về nhà chúng ta bỏ đó chúng ta không nghe thì chúng ta sẽ không bao giờ giỏi được. Hoặc nếu như có đạt được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS sẽ kết bạn điểm đó, chúng ta cũng không thể nào chúng ta học vượt được so với cái bạn điểm hiện tại. Ví dụ như tại Anh quốc tế Alex thì trung tâm cam kết đầu ra cho các bạn là 6.5, tuy nhiên vẫn có những bạn mà đạt được IELTS ở mức là 7.5 hay thậm chí là 8.0, 8.5 vân vân. Thì đối với những bạn này là yêu cầu cao và cái tính tự học và cái tính gọi là tự giác cải thiện kiến thức của bản thân, chứ không phải là chỉ là học ở tại trung tâm không, thì các bạn sẽ chỉ ở mức đó thôi, trong khi bạn bè của các bạn sẽ ngày một cao hơn, ngày một giỏi hơn. Chúng ta cũng muốn điều đó đúng không nào? Trong phần nghe của bài nghe về listening part 1, các bạn cũng rất hay yêu cầu là phải nghe về số điện thoại. Đối với phần nghe số điện thoại thì các bạn hoặc là cá nhân, hoặc là số điện thoại nhà, số điện thoại riêng, số điện thoại cá nhân, số điện thoại văn phòng vân 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 vân. Thì đối với những cái phần này á thì điểm chung của nó là các bạn sẽ nghe một cái dãy số rất dài và nhiều con số khác nhau. Thì trong cái phần này các bạn nên nhớ là các bạn nên nghe một nên luyện cái khả năng tốt ký, tại vì dãy số đó người ta sẽ chỉ đọc một lần thôi, thành ra là các bạn phải viết thực sự nhanh. Và nếu như mà giả sử mà có bất kỳ cái gọi là nó sẽ có một cái mánh cho các bạn khi các bạn luyện nghe về cái phần mà luyện nghe số điện thoại á, thì thường á người ta sẽ có cái phần hỏi rồi sau đó người kia mới trả lời, chứ không phải là bùng một phát là nhảy vô là đọc luôn cái mã số đó luôn. Thành ra khi mà các bạn vừa nhận biết là chuẩn bị tới cái phần dãy số đó rồi, có thể phần trước đó các bạn nghe nó hơi lướt qua thì đúng tới đúng cái phần mà luyện nghe về cái phần mà người ta đọc về mã số điện thoại vân vân, cái dãy số điện thoại vân vân, các bạn phải nghe thật sự chăm chú và kỹ càng, bởi vì các con số đó thường người ta sẽ đọc liên tiếp nhau không ngừng nghỉ. Thành ra các bạn phải cố gắng và nên nhớ là ở đầu và ở đuôi nhiều khi nó sẽ có thêm một cái ký tự hoặc là một cái chữ số nào đó trước, thì các bạn nên nhớ từ cái đoạn hội thoại trước đó luôn để có nhiều điểm cho nó đầy đủ nhé. Rồi đối với phần cuối cùng trong bài đó là về cái mục tiêu nghề nghiệp, hay nói hiểu hơn và dễ hiểu hơn đó là job. Thì đối với phần job này á là trong phần listening part 1 nó sẽ không hay sử dụng job mà người ta sẽ thay thế bằng cái từ khác, đó là từ occupations, đồng nghĩa với việc là tên một số nghề nghiệp, ví dụ như economist hay là teacher,
Nếu như các bạn không muốn bất điểm ở bất kỳ một câu hỏi đơn giản nào trong cái phần listening part 1 thì các bạn hãy nghe thật nhiều, nghe về tên, tuổi, nghe về số điện thoại, nghe nghiệp và thậm chí là nghe với những cái từ mà nó có liên quan, những cái từ đồng nghĩa thì nó sẽ hỗ trợ được cho các bạn tốt hơn. Hai điều cần lưu ý, đầu tiên là đối với các information mà các bạn cần phải đưa ra là gì, các bạn cần phải lắng nghe là gì và các bạn cần phải tập trung vào trong các phần đó để mà các bạn có thể nhận biết được là người ta cần vào những cái information như thế nào. Cái thứ hai là các dạng câu hỏi thường gặp trong cái phần listening, bởi vì chúng ta phải phán đoán được câu hỏi thì chúng ta mới biết được cái cách trả lời và đồng thời là chúng ta đưa ra được đúng cái đáp án mà câu hỏi cần, mà cái đề bài yêu cầu. Vào phần common information thì chúng ta còn có một cái tên khác đó là personal information, tức là những cái thông tin cá nhân của cái người mà tham gia trong cái cuộc đối thoại đó. Và chúng ta còn có thêm một cái phần khác đó là some topic related information, tức là những cái thông tin trực tiếp liên quan tới cái nội dung của cái cuộc đối thoại đó. Thì đối với những cái phần mà thông tin cá nhân hay là những cái phần mà thông tin trực tiếp liên quan đó thì phần số 1 đó là về cái personal information. Đây là một trong số những cái phần các bạn sẽ được hỏi liên quan tới cái người tham gia vào trong cái cuộc đối thoại đó nhiều hơn. Chúng ta hỏi những người hỏi câu đó về những cái dạng thông tin gì thì đó là cái personal information đó. Mà đừng hỏi nhiều quá nha, mất công người ta lại nghĩ là chúng ta không có tốt lắm. Hình thức ví dụ như chúng ta sẽ có là name, rồi các mô tả ví dụ như là my name is Rose, like the name of the flowers. Tên của tôi là Hồng, tên tôi giống một loài hoa, các bạn nào tên Hồng. Và các bạn sẽ biết là flowers và an, in hay là at v.v. Thì đối với những cái phần này khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ có những cái lưu ý về cái việc là các bạn nắm bắt về cái nội dung trước và các bạn hãy nắm bắt về những cái từ khóa, thì khi đó các bạn có thể điền vào trong một cách tốt nhất và đúng nhất. Tiếp theo sau đó là tuổi, cái phần này thì khá là hỏi khá là nhiều á, thì khi mà sử dụng tình huống này á, khi mà sử dụng trong tình huống này á, thì thường là tên tuổi rồi á, thì chúng ta sẽ đi chung với lại cái địa chỉ nhà ha, rồi bắt đầu bằng số nhà là tên đường, là quận huyện hoặc là mã số của cái phường đó, cái khu vực đó như thế nào, và đồng thời đó là cái postcode là những cái số và những cái chữ gọi là chúng ta hay gọi là mã bưu chính á. Thì giả sử như là Thiên Ân đang có postcode của mình là PH520P thì các bạn sẽ chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đi theo hai cặp và hai số. Các bạn lưu ý là đối với phần nghe nha, thì nghe chữ thì các chữ cái nó sẽ thường hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên các bạn phải nghe một cách rõ ràng. Ví dụ J nó sẽ bị nhầm với là J, rồi H với lại 8 với lại hoặc là B và P, M và N, I và E, X và X. Ok, thì đối với những cái từ này các bạn cần phải có một cái sự luyện tập trong cái phần nghe của các bạn. Bởi vì đôi khi mà chúng ta nghe trong một cái môi trường nó hoàn toàn cách âm, nó hoàn toàn lọc tiếng, nó sẽ khác với khi chúng ta làm bài trên giấy, chúng ta làm bài trực tiếp. Thành ra là cái khả năng mà luyện nghe của các bạn nên luyện nghe ở đa môi trường khác nhau. Mình gọi đa môi trường, tức là các bạn có thể làm bài phần listening part, các bạn phải nghe ở quán cà phê, các bạn nghe trong cái phần TV khi mà các bạn coi phim, các bạn coi cái subtitle của nó ở bên dưới ha, thì các bạn coi thử xem là mình nghe có đúng hay không, cái chữ ở bên dưới cái phần phụ đề nó có thực sự nó giống như những gì mà mình đang nghe hay không. Và sau đó các bạn sẽ có một cái phần chỉnh sửa trong cái phần nghe của các bạn. Cái đó nó giống như là việc mà khi ban đầu tiên khi mà các bạn nghe giọng nói của một người nào đó đến từ một vùng miền khác với lại cái nơi mà các bạn đang ở, các bạn ban đầu các bạn sẽ thấy hơi bị gọi là khó nghe và đồng thời khó nhận biết. Nhưng khi các bạn nghe quen rồi, làm việc với người đó thật nhiều rồi, thì khi đó trong bất kỳ môi trường nào, cho dù là ở bên ngoài còi xe có bấm hay nọ đi chăng nữa, người đó nói cái gì bạn cũng có thể nghe được rõ ràng và đầy đủ hết, bởi vì các bạn đã quen với cái giọng của người đó rồi mà. Thì khi các bạn nghe cũng như thế, anh Mỹ và anh Úc là ba giọng anh chính, để mà ba chất giọng chính để mà các bạn có thể luyện nghe, thì các bạn nên tập trung vào trong ba giọng này thôi các bạn nhé. Rồi, và đây là những thông tin của bài part 1 ngày hôm nay, và chúng ta sẽ tạm dừng ở lại đây. Nếu như các bạn muốn hỏi thêm hoặc là cần phải bổ sung thêm những cái gì có liên quan tới phần listening của IELTS, đồng thời là những cái cách thức để mà có thể làm một cái bài thi thật tốt, hay là hiện tại bây giờ đơn giản các bạn đang stress
lòng để hỗ trợ cho các bạn. Các bạn có thể để lại tên và số điện thoại ở ngay dưới phần bình luận của video, hoặc là các bạn có thể inbox vào trong fanpage của Anh ngữ quốc tế Alex A-L-E-S nha các bạn, hoặc là vào thẳng trang alex.edu.com. Thì khi đó trung tâm Anh ngữ quốc tế Alex sẽ hỗ trợ cho các bạn, thì Ngân sẽ gọi để mà hỗ trợ cho các bạn và đặt lịch hẹn sẽ trực tiếp đối với những bạn nào đang có nhu cầu muốn học về IELTS và đang có nhu cầu muốn biết về khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.